chào các bạn đã ủng hộ Lee Hambury Tool. Nào giờ đồng chí kiểm tra gì nào? Nãy lần này lại chặn lần tiếp vào đây tầng 2 rồi, đồng chí muốn kiểm tra gì? Cái nào nó hết hạn? Anh sếp yêu cầu là cho kiểm tra hàng. Kiểm tra hàng á? Còn anh có cái thẩm quyền gì kiểm tra hàng không? Mặc quần áo này đồng chí điều tiết giao thông, đi tuần tra giao thông chứ không phải kiểm tra hàng hóa của tôi. Thông tư 01, thế là đồng chí nhắc cho tôi cái thông tư 01 sao nào? Đồng chí được dừng trong những dừng các phương tiện tham gia giao thông trong những trường hợp nào? Anh đấy là việc của tôi. Đâu đồng chí tên là gì để tôi xem cái thẻ tên của đồng chí. Đâu đồng chí bỏ tôi xem cả. Phùng Tiến Dũng 199555 đúng không? Xe tôi đang lưu thông không có lỗi gì, đồng chí tự vẫy lại bảo là tôi kiểm tra hàng hóa. Tại vì là đang có người dân báo là xe của anh chở gỗ vách xanh. Gỗ vách xanh à? Ê, đồng chí em có liên ngành liên nghiệp gì không? Có văn bản gì không? Có dân báo nên là báo thì phải có cái văn bản gì đó thì tôi mới biết được chứ bây giờ thì nó cái báo linh ta linh tinh thì các đồng chí cứ gặp xe nào vẫy cho đấy à? Anh có đồng chí có đầy đủ giấy tờ hợp lệ thì kiểm tra thôi. Còn nếu đồng chí nhận được tin báo ở đâu thì phải có văn bản kiểm tra thì tôi mới cho kiểm tra được chứ. Phải đơn giản thì đồng chí cứ thích kiểm tra là kiểm tra đâu. Tôi yêu cầu anh cho kiểm tra hàng, anh có cho. Anh không đủ thẩm quyền kiểm tra hàng của tôi. Anh đâu phải là công an kinh tế gì thế, anh dựa vào cái gì để kiểm tra tôi hàng thôi? Anh dựa vào cái gì để kiểm tra hàng tôi? Công an giao thông. Công an giao thông là nhiệm vụ của anh, nhiệm vụ chính của anh là làm cái gì? Nhiệm vụ của tôi là kiểm tra cái xe chở hàng. Xe chở hàng bây giờ đồng chí theo thông tư 01 thế đồng chí được dừng phương tiện trong những trường hợp nào? Tôi đang đi tuần tra đúng không? Tuần tra trường hợp nếu mà xe tôi không có vi phạm gì khi đang lưu thông nhá. Chỉ có là đồng chí là có chuyên đề kiểm tra hành chính. Có chuyên đề. Đâu chuyên đề đồng chí đâu bỏ ra tôi xem. Chuyên đề là bỏ lại không được xem. Đội 12 này tôi quá lạ vì sao tôi không được xem. Ai bảo là tôi không được xem. Người dân có quyền kiểm tra giám sát các đồng chí làm việc. Nào nhanh lên nào. Đây tôi tắt máy luôn, đồng chí thích cho làm việc từ gì cũng làm. Và là đồng chí, các đồng chí cứ thích dừng là dừng. Em ơi, ra anh nhờ. Vâng, anh cứ nói đây, anh cứ đứng đây, anh cứ nói đây. Anh kiểm tra, không có thì em đi. Không phải là có hay không có, mà ở đây là các đồng chí có đủ thẩm quyền để kiểm tra hay không. Anh ở đây cảnh sát, anh thừa thẩm quyền kiểm tra. Không, anh đừng nói thế. Anh thừa thẩm quyền kiểm tra. Em không phải là không hiểu, am hiểu luật đâu, anh đừng động người em. Anh có động đâu. Gì? Còn bây giờ các đồng chí bảo là có tin báo thì đồng chí cứ đưa cái bằng chứng tin báo đầy đủ ra đây. Đồng chí sai rồi đấy, đồng chí mà hôm nay mà không xin lỗi tôi là không được đâu. Các đồng chí còn chưa biết là xe tôi có nguồn gốc từ đâu đâu. Mấy đồng chí mới về cái đội 12 đúng không? Đó, nhanh, tôi không có thời gian để đứng đợi tiếp các đồng chí đâu. Em ơi, chỉ nói với em này, nhá. Xe tôi mà không có gì nhá. Các đồng chí không xin lỗi tôi công khai không được đâu. Còn đồng chí kia đưa lại điện thoại cho tôi ngay. Đây. Hai đồng chí này.
Đây đồng chí này đang là giật của tôi cái điện thoại iPhone 7 Plus. Cản trở quyền giám sát công dân của tôi. Đồng chí tên gì đấy? Sao đồng chí cứ phải chạy quanh xe tôi làm cái gì? Nếu mà không có vấn đề gì, tôi nói trước nhá, đồng chí đừng có đồng chí lao động vào xe của tôi kiện các đồng chí ra tòa đấy. Đây là tài sản cá nhân của tôi đấy. Đâu rồi đồng chí này, đâu rồi? Ô đồng chí này đâu? Này đồng chí Dũng nhá. Sao đồng chí kiểm tra xong chưa? Chưa. Chưa kiểm tra thì đồng chí đừng có làm cái trò đấy. Đồng chí đừng động xe của tôi. Lái xe đâu rồi? Tôi đây, lái xe đây. Đâu, lái xe đâu rồi? Này đồng chí đừng có làm cái trò mèo đấy. Lái xe đâu rồi? Ra em bảo ra để kiểm tra theo quy định đi. Đâu quy định đâu, quy định gì? Nào, đây tôi lái xe đây. Lái xe đâu rồi? Đồng chí đừng có làm cái trò mèo đấy. Mở xe ra kiểm tra theo quy định đi. Kiểm tra cái gì theo quy định? Bây giờ quy định nào? Đồng chí có đưa đầy đủ giấy tờ, đưa đầy đủ giấy tờ ra không? Đâu, lái còn xe tôi đâu rồi? Vẫn khẳng định đồng chí là xe tôi chả có cái gì cả. Lái xe đâu rồi? Đồng chí đưa ngay điện thoại tôi đây. Đừng có kiểu làm cái trò mèo đấy. Lái xe đâu rồi? Mở xe kiểm tra lên theo quy định đi. Còn hình ảnh thì tôi chắc chắn là tôi có hình ảnh của đồng chí đây rồi. Đâu rồi, lái xe đâu rồi? Mở xe để kiểm tra đi. Em ơi, gọi lái xe xuống đi. Trời ơi, đồng chí đừng có làm cho mèo đấy. Gọi lái xe xuống đây đi. Đồng chí đừng làm cho mèo đấy. Gọi lái xe xuống kiểm tra xem hàng hóa xem phải chở hàng gỗ lậu không. Gọi lái xe xuống kiểm tra xem đúng hàng gỗ lậu không em ơi. Chỉ có mấy cái đồng chí này vừa mới về đội 12 nên không biết cái xe của tôi chuyên chở cá bằng CP. Hôm nay chặn xe tôi 2 lần liền, không có cái lý do gì cả, bảo kiểm tra xe, em ơi, kiểm tra gỗ. Kiểm tra xe là... Tôi yêu cầu đồng chí giả lại điện thoại em cho tôi. Em gọi lái xe xuống để kiểm tra gỗ lậu thôi. Sao đồng chí tên gì nhờ, bảng tên của đồng chí là gì nhờ? Gọi lái xe. Đây, tôi lái xe đây. Tôi lái xe đây. Mở cửa để kiểm tra gỗ lậu. Sao đồng chí làm sao? Tôi lái xe đây. Mở cửa kiểm tra xem có phải là gỗ lậu không? Đồng chí bây giờ không đưa được cái văn bản chỉ đạo nào, hướng dẫn nào. Bây giờ đồng chí bảo là tôi nhận tin báo chở gỗ bách xanh. Đồng chí nhận tin linh tai, tin là chặn xe làm phiền hà người dân. Em ơi, bảo lái xe mở cửa xuống kiểm tra xem có phải gỗ lậu. Đồng chí làm ăn vớ vẩn kiểu đấy. Em ơi, đây không phải lái xe đâu, không xuất trình được giấy tờ đâu. Không xuất trình được giấy tờ đấy, tôi hỏi đồng chí dựa vào cái gì để kiểm tra giấy tờ? Em gọi lái xe xuống đi. À, đồng chí dựa vào cái gì để kiểm tra giấy tờ? Thông tư 01 đồng chí được dừng phương tiện trong những trường hợp nào? Em ơi, gọi lái xe xuống để kiểm tra giấy tờ đi. Gọi lái xe xuống đi, kiểm tra giấy tờ. Còn hôm nay các đồng chí mà không kiểm tra xe tôi không có gì, các đồng chí chịu trách nhiệm hoàn toàn trách nhiệm luôn. Em ơi. Nhá. Tôi nói cho đồng chí biết. Không phải là các đồng chí thích kiểm tra là kiểm tra đâu, thích dừng xe nào kiểm tra là kiểm tra đâu. Còn tôi hôm nay tôi sai đâu, tôi chịu phạt đến đấy. Nhá. Em ơi, gọi lái xe xuống kiểm tra đi. Nào đồng chí. Em ơi, gọi lái xe xuống kiểm tra đi. Nào đồng chí có ơi, xuất trình đầy đủ giấy tờ ra để kiểm tra không? Lái xe xuống kiểm tra đi. Lái xe chấp hành xuất trình giấy tờ các thứ xuống mở cửa xuống kiểm tra này. Em bảo lái xe đây. Đấy, các đồng chí hỏi xem cái xe biển số 45574 này gặp các đội các đồng chí bao nhiêu lần rồi. Em ơi, bảo lái xe sai đến đâu, ai sai đến đâu lột phản đấy. Em ơi, bảo lái xe xuống đi. Bảo lái xe xuống đi. Đồng chí. Này. Đây, tôi lái xe đây. Bảo lái xe mang giấy tờ xuống kiểm tra. Kiểm tra cái gì? Đồng chí dựa vào kiểm tra cái gì? Xe tôi đang lưu thông không sai phạm một cái gì. Đồng chí dừng tôi ở ngoài kia. Xong rồi bây giờ vào đây dừng, đồng chí lại dừng tôi tiếp, trong khi đó xe tôi không chở gì. Đồng chí không xuất trình được cái gì, đồng chí lại bảo là kiểm tra cái gì? Các đồng chí cứ nhũng nhiễu người dân, nó vừa phải thôi chứ.
Đồng chí Dũng đâu rồi? Ô sao đồng chí này cứ phải trốn trốn như kiểu là gì nhỉ? Mình cứ đàng hoàng sao? Mình cứ đàng hoàng sao? Ơ làm đúng theo đúng pháp luật, trình tự pháp luật sao? Sao đồng chí này cứ phải chạy chạy vậy làm gì nhỉ? Đường đường là một công an cảnh sát giao thông. Ô. Ô. Bây giờ cái giao thông không đưa ra được một cái giấy tờ chứng cứ gì nữa cơ. Lái xe xuống kiểm tra cái gì? Sao đồng chí còn cầm của tôi một cái điện thoại iPhone 7 Plus? Em ơi, bảo lái xe xuống xuất trình giấy tờ kiểm tra đi. Không làm được trò mèo đấy đâu đồng chí ạ. Bảo lái xe xuống đây. Có bằng lái của tôi trong cái điện thoại đấy nhá, tôi nói trước cho đồng chí biết. Em ơi, em bảo lái xe xuống xuất trình giấy tờ đi. Bây giờ đồng chí mà cầm của tôi có đầy đủ dẫn chứng, đầy đủ chứng cứ hết rồi đấy. Mày đấy nó có mạng là nó lưu vào iCloud của tôi rồi đấy. Đồng chí đừng đùa. Em bảo lái xe xuống làm việc với anh, đừng khóa cửa. Tôi lái xe đây. Đừng khóa cửa đây, mở cửa ra. Thế bây giờ tôi là lái xe đây. Bảo lái xe xuống đi. Lái xe nào? Em bảo lái xe xuống đi. Lái xe nào thì đồng chí có nhìn thấy tôi xuống bước từ cửa lái xuống không? Em bảo lái. Còn tôi khẳng định ở trên xe tôi không có một cái gì hết. Em bảo lái xe xuống đi, xuất trình giấy tờ để các anh kiểm tra đi. Nhanh, đồng chí giải quyết nhanh nhanh lên đây, tôi còn phải đi Hải Dương. Không phải là em ở đâu đến em mang máy ra đây em quay thôi. Em ở đâu đến á? Đây, chìa khóa xe tôi đây. Đây, chìa khóa xe tôi đây. Em bảo lái xe đi đâu rồi, bảo quay ra đây gặp anh. Đây, chìa khóa xe tôi đây. Em bảo lái xe quay ra đây gặp anh. Lái xe nào? À, đồng chí đừng có vớ vẩn. Nhanh, tôi không có mất nhiều thời gian với đồng chí đâu. Em bảo lái xe quay ra đây gặp anh. Còn đồng chí nữa mà đồng chí quay tôi nha, đồng chí phải xin phép tôi nhá. Tôi quay anh kia. Em bảo lái xe quay đây gặp anh. Đồng chí cứ đừng có cất cái điện thoại đi. Anh không nói chuyện với em đâu nhá. Em bảo lái xe quay ra đây gặp anh. Đồng chí đưa cái điện thoại rồi đã. Em bảo lái xe quay. Đây em lái xe đây rồi. Anh chả liên quan đến em cả. Còn em anh quay ra đây gặp anh. Còn em còn ngửi thấy cả mùi rượu trong hơi thở của anh. Anh không biết. Nhá. Đi làm việc. Đây đồng chí này đi làm việc còn có mùi rượu nồng nặc luôn cơ. Em bảo lái xe quay ra đây gặp anh. Anh làm việc. Đây, biển số xe đây, đội 12 nhá. Đội 12 này, đội 12. Em bảo lái xe quay ra đây. Còn đồng chí nhá, đồng chí xin không quay phim mà không xin phép tôi không được đâu đấy. Không phải quay anh. Còn đồng chí gọi đi, đồng chí gọi. Bất kể với ai đến đây, đầy đủ giấy tờ. Tôi sẵn sàng mở cửa thùng. Còn xe tôi á, không phải là các ông thích động vào động đâu. Không phải là cái đồ chơi của các ông mẹ thích làm gì làm. Không mở đâu, đừng làm thế. Em bảo lái xe đây làm việc với anh ấy. Đồng chí thích làm việc kiểu gì? Bây giờ đồng chí muốn làm việc kiểu gì? Tôi hỏi đồng chí tên gì? Anh đấy, đồng chí còn không cho tôi xem bảng tên, không cho xem số hiệu quân nhân. Đồng chí việc gì đồng chí phải như thế nhở? Anh chỉ nói với em là em bảo lái xe làm việc với anh. Đấy, có ông chứng kiến đây. Đây, công an chặn dân lại, không có một cái vấn đề gì. Đây, anh cho em xin cái chứng kiến này. Vâng. Toàn làm ăn vớ vẩn, các đồng chí không đừng có làm kiểu đấy. Bây giờ dân nó có học thức hết rồi, chứ không phải là lại ngu ngơ như ngày xưa đâu. Làm việc có phải có giấy tờ. Đường đường một công an cứ chạy chạy trốn.